Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chèn cái nút subscribe, like và share ở trong lên video YouTube của bạn bằng phần mềm Filmora. Và mình sẽ chỉ các bạn từng bước nhé, từng bước một, từ cái việc là tải ở đâu này, sau đấy giải nén như thế nào này, đưa vào phần mềm như thế nào này, và xóa phông xanh như thế nào. Thì mình có một số video về cái nút subscribe rồi, nhưng mà kiểu nó hơi tắt quá, nhưng mà có một số bạn thì không biết. Đây là mình sẽ hướng dẫn lại để cho các bạn có thể làm dễ hơn. Ok, đơn giản thôi. Tại vì cái nút subscribe ấy thì nó rất là hay ở chỗ là nếu như mà người ta xem video của bạn ấy, nếu video của bạn mà hay mà cuốn quá ấy, thì đôi khi là cái người xem người ta quên luôn. Không phải ai nhớ là kiểu bấm nút subscribe rồi nút like cho bạn đâu. Mình đôi khi mình cũng thế. Mình xem video của nhiều bạn ấy, mình quên hay mình chả bấm. Thì khi mà bạn hiện lên cái nút đấy ấy, hiện cái nút đấy lên ấy, thì nó sẽ kiểu nhắc người ta ấy. Nhắc người ta là nên subscribe cho bạn. Thì subscribe thì nó sẽ rất là tốt cho kênh. Thế nhưng mà đặt ở đâu ấy, thì các bạn chú ý nhé. Theo kinh nghiệm của mình ấy, thì các bạn nên đặt ở giữa video ấy, ở giữa video, chứ đừng, tức là ở cái khoảng thời gian giữa video, đừng đặt ở đầu hoặc là đặt ở cuối nhé. Đặt ở cuối thì cũng ít người xem. Thế còn đặt ở đầu thì người ta chưa biết video mình như thế nào ấy, thì người ta cũng không subscribe đâu. Tức là bạn chia video của bạn ra làm 3 phần 1 2 3, thì cái phần 2 ấy, đấy là trong cái khoảng phần 2 là cái chỗ mà các bạn nên đặt cái nút này, nút subscribe. Ok. Bây giờ đi vào màn hình nhé. Đây là cái màn hình của mình này. Thì mình có một cái này gọi là subscribe green screen, tức là nút subscribe có màn có phông xanh. Thì mình đã tải ở trên mà chả biết tải ở đâu. Có 1 2 3 4 5 6 7 8, có 8 cái nút này rất là đẹp rồi. Bạn có thể dùng chọn một trong 8 cái này là ok. Thì mình đã tải lên Google Drive của mình. Thì việc của bạn là bạn kích cái đường link ở dưới mô tả, sau đấy là bạn nhấn vào tải. Ví dụ bạn ra đây nhé, ở đây này, My Drive. Sau các bạn kích chuột phải vào cái này, các bạn kích chuột phải vào cái subscribe green screen này. Sau các bạn kích tiếp vào download nhé. Download là tải ấy. Nếu mà bạn dùng tiếng Việt thì nó sẽ là tải. Các bạn tải này. Mình chỉ các bạn giải nén giải nén như thế nào luôn. Tại có một số bạn thì em tải về rồi nhưng em không biết giải nén. Đến chết. Đây, trong khi chờ nó tải nhá, ok, một file zip và nó đang tải. Thì trong khi chờ nó tải thì nó sẽ tải về một cái file gọi là file nén. File nén là cái dạng file mà nó kiểu đóng gói vào ấy, bạn phải dùng phần mềm giải nén ra. Đây mình sẽ kích chuột phải này, chọn show folder này, show folder nhá. Rồi show folder thì nó sẽ ra như thế này. Tức là mình ấy thì mình dùng cái phần mềm giải nén là 7zip. 7zip là một cái phần mềm giải nén và nén video, nén folder miễn phí. Nó rất là tốt ấy. Trước đây thì mình hay dùng WinRAR hoặc là WinZip ấy, nhưng mà nó phải mất tiền, nên là mình không dùng nữa. Thì nếu như mà các bạn thích cái phần mềm 7zip này thì các bạn có thể lên Google nhé. Đây Google này, bạn tìm chữ 7zip, 7zip zip ZIP ấy, thì nó sẽ ra cái trang web là 7zip.org nhé, trang này nhé. Trang này là trang chính thức nhé. Thế còn ở dưới này có download.com.vn các thứ thì các bạn đừng kích vào, tại vì những trang này là nó lấy lại link thôi. Thì các bạn kích tiếp vào và tải. Bạn tải cái 7zip này về. Sau đấy bạn ở đây có rất là nhiều phiên bản này, phiên bản cho Windows này, Windows 64 bit, 32 bit này, các thứ này, nó có chạy cho cả Mac nữa, Mac OS hoặc là Linux đều chạy được. Thì các bạn nhấn vào đây, download. Bạn ví dụ bạn muốn download cho bản 64 bit nhé. Đấy thì nó bắt đầu nó download này. Sau bạn kích kép vào bạn cài. Bạn cài lên là ok. Tiếp theo là bạn sẽ giải nén cái này. Coi như bạn cài xong đúng không? Đây bạn đi vào cái file này, sau đó bạn giải nén cái này ra. Bạn kích chuột phải nhé. Kích chuột phải vào cái file nén ấy, cái file mà bạn cái file nén mà bạn tải lại ấy. Tải được từ Google Drive của mình ấy, bạn chọn 7zip. Sau bạn chọn là extract to. Đây chọn cái tên của nó này, to subscribe green screen này. Đó. Rồi, xong đấy là bạn ra được cái folder như này, bạn kích kép vào, bạn mở cái folder này ra. Trong đây nó có một cái folder nữa, kích kép và mở. Đó. Rồi ra mấy cái này, 1 2 3 4 5 6 7 8 cái này, 2 4 6 8 9 cái. 9 cái này thì bạn có thể đưa vào phần mềm edit video, có thể dùng Filmora, Movavi rồi Premiere Pro, Final Cut Pro, tất cả các phần mềm đấy đều là có thao tác như nhau hết. Là các bạn mở phần mềm lên nhé. Ví dụ mình sẽ mở Filmora của mình lên. Đây là cái file ví dụ thôi. Mình sẽ tạo một cái dự án mới từ đầu để cho các bạn xem. New project này.
widescreen này. Do you want to? Yes. Mình sẽ lưu cái này lại đã. Kéo này ra đây. Test. Test 5 4 đi. Ok. Mình lưu nó lại rồi tí nữa mình sẽ xuất cái này ra, sau đó mình còn làm cái để chỉ cho các bạn ở góc màn hình ấy. Ok, đây là cái giao diện Filmora nhé, giao diện mới. Để import mấy cái file đấy vào Filmora rất là đơn giản nhé. Các bạn chỉ việc kéo thả thôi. Đây, mình sẽ mở ra cái folder này. Hãy chọn tất cả cái file này, bạn kéo bạn thả vào đây, thả vào cái phần Media Folder ấy. Đó, vậy là xong rồi. Ok, sau khi bạn import mấy cái file phông xanh này vào rồi nhá, thì bây giờ mình sẽ kéo một cái video xuống làm mẫu, lấy hai cái này nhá. Kéo xuống đây. Đầu tiên ấy thì để mà sử dụng cái tính năng mà xóa phông ấy, thì các bạn nhớ là các bạn sẽ phải đưa cái video đặt ở cái check bên dưới, và sau đấy là bạn đặt cái video phông xanh ở check bên trên. Thì cái này nó là rất là cơ bản. Ok, quay trở lại cái folder. Ví dụ bạn có mấy cái này, bạn muốn dùng bất kỳ một cái nào ở đây nhá, thì bạn sẽ kéo xuống này, bạn chọn này, bạn kéo xuống đây. Đó. Ví dụ mình sẽ kéo đặt nó ngay ở đầu luôn. Sau khi kéo xuống đây thì các bạn phải xóa cái phông xanh này đi trước này. Thì để xóa phông xanh thì các bạn click kép vào cái video phông xanh nhé. Phông xanh ở trên timeline ấy, click kép vào. Rồi, các bạn sẽ chọn vào cái này, chroma key nhé. Ấn vào cái chroma key. Sau khi bạn ấn vào chroma key ấy, thì thực ra cái phần mềm nó sẽ tự xóa cái phông này đi. Tuy nhiên là nó sẽ mờ mờ, các bạn phải chỉnh. Thì để mà không cần chỉnh ấy, thì các bạn sẽ chọn cái bút này. Các bạn chọn cái bút chọn màu này nhé, chọn nó này. Sau đấy các bạn chọn cái màu xanh ở trên video, chọn cái thì nó sẽ xóa rất là sạch. Đó, sạch bong kim kít rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ đưa cái video phông xanh này xuống cái vị trí mà các bạn cần. Các bạn cần để ở đâu thì các bạn kéo xuống, các bạn chọn ở trên cái cửa sổ preview ấy, các bạn kéo xuống. Ví dụ mình sẽ đặt ở ngay chỗ giữa này. Đó, nếu mà nó hơi to thì các bạn có thể scale bé nó lại một tí, kích bên này kéo. Đó, ok, đấy, đặt ở giữa đấy. Như vậy là xong rồi. Như vậy là bạn đã có một cái chèn được cái nút đăng ký kênh YouTube mà, và video của bạn rất là đơn giản đúng không? Bây giờ mình sẽ render cái timeline, sau đó mình play cho các bạn xem. 2000 years later. Ok, đây là cái video nhé, mình mới render rồi, play. Nó hơi bị lag giật một tí nhưng mà kệ, không sao. Tại vì mình đang quay màn hình ấy. Thế còn cái bước cuối cùng ấy là các bạn sẽ phải export nó ra. Nhớ các bạn export nhé. Thì khi mà các bạn ấn vào export ấy, nếu mà các bạn đã có tài khoản, có đăng nhập rồi ấy, thì nó sẽ ra hiện ra cái bảng export thôi. Đơn giản thế. Còn nếu như mà bạn nào mà chưa có tài khoản ấy, thì bạn sẽ phải tạo một cái tài khoản miễn phí để bạn có thể xuất video ra để thử. Thế còn nếu mà bạn muốn xóa cái logo đi ấy, thì bạn phải mua bản quyền. Thông tin về mua bản quyền và mã giảm giá các thứ của mình ấy, mình sẽ đặt ở dưới mô tả. Trong phần export này thì đơn giản thôi, bạn vào thêm phần setting này. Đó, bạn đổi cái bitrate này nhá, chuyển nó thành 15.000 hoặc 20.000 ấy, để xuất video ra YouTube thì nó sẽ ok. Frame rate thì các bạn có thể để 24 nếu mà là vlog, còn nếu mà làm quay hướng dẫn sử dụng thì các bạn có thể đặt 30. Mình thì mình đặt 24 thôi. Sau đấy các bạn click vào ok và nhấn export. Theo xong rồi. Đó, đơn giản đúng không? Đấy là làm cách nào để các bạn có thể thêm được cái nút subscribe vào video YouTube, cực kỳ đơn giản. Và kèm theo cái gói subscribe có phông xanh của mình. Mình hy vọng là video này sẽ hữu ích với các bạn. Nếu như mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ vui lòng trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.